Chiều qua, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng đột xuất cho hai tập thể và hai cá nhân thuộc Công an thành phố Bạc Liêu về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt phá nhanh băng cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cũng khen thưởng cho một tập thể và bốn cá nhân thuộc Công an thành phố Bạc Liêu. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8, công an tiếp nhận đơn tố cáo của chị Quỳnh Thị Nguyệt 31 tuổi, ngụ ấp 5 căn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, về việc bị một nhóm đối tượng dùng dao bấm và kim tiêm khống chế đưa lên ô tô để cướp tài sản. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, công an thành phố Bạc Liêu đã nhanh chóng xác minh truy bắt đối tượng. Qua điều tra ban đầu, công an đã xác định Nguyên nhân là do bị chị Nguyệt nói xấu mình trên mạng xã hội Facebook nên khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 8, Quỳnh Thị Cẩm Điền, 33 tuổi, ngụ ấp Năm Căng, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại cho Lâm Trần Bảo Trọng 19 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nhờ Trọng tìm thuê hai người với giá 8 triệu đồng đến Bạc Liêu để đánh Nguyệt. Trọng đồng ý và liên hệ với Hùng thường gọi là Hùng Lầy, chưa rõ địa chỉ cùng với Lê Thị Ngọc Nương 29 tuổi, vợ trọng, thuê xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner, biển số 51A77034, chở theo Trần Hoàng Thức 18 tuổi, ngụ ấp Nam Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, và Nguyễn Thị Phương Anh 16 tuổi, ngụ ấp Thới Đông, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đi thành phố Bạc Liêu tìm chị Nguyệt đang thuê trọ ở đây. Khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 8, sau khi đến thành phố Bạc Liêu, liền đưa cho Thức 500.000 đồng để mua một cuộn băng keo và một cây kìm bấm. Còn Hùng lấy ống chích bơm nước tin giả làm máu để dọa nguyệt. Sau khi chuẩn bị công cụ phương tiện, khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, liền cùng đồng bọn đến dãy nhà trọ ở khóm 8 phường 5 thành phố Bạc Liêu, nơi Nguyệt thuê ở. Khi đến nơi, Hùng cầm ống chích khống chế và đẩy chị Nguyệt lên xe. Hùng và Trọng dùng băng keo bịt mắt miệng và trói tay chân chị Nguyệt. Sau đó, các đối tượng điều khiển ô tô chạy về hướng Sóc Trăng. Khi đến đoạn đường vắng xung quanh là đồng ruộng thì dừng lại. Liền dùng kìm các bộ dòng, tháo hai nhẫn, một sợi dây chuyền, lấy một điện thoại di động và lục túi lấy 1 triệu 500 ngàn đồng của chị Nguyệt. Sau đó, thức đẩy chị Nguyệt ra khỏi xe, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày khẩn trương xác minh truy tìm đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng gồm liền Thức, Trọng Phương Anh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Riêng Nương và Hùng đã bỏ trốn. Công an xác định liền là đối tượng chủ mưu cầm đầu, đồng thời đang mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan.